trên màn hình các bạn đang nhìn thấy thì đây là giao diện của màn hình boot menu và đây là màn hình boot menu của máy tính hiệu Gigabyte và trong video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để các bạn có thể vào được màn hình boot menu và khi vào được màn hình boot menu như thế này thì các bạn sẽ có thể dùng USB cài Win để có thể cài được cho máy tính của mình à, các phiên bản Windows như là Windows 10, Windows 11 và video hướng dẫn cách tạo USB cài Windows 10 và Windows 11 mình có để đường link video hướng dẫn ở ngay bên dưới phần mô tả của video này các bạn có thể click trực tiếp vào đó để xem uh, cách thực hiện cách tạo USB cài Windows thế nào ha trong trường hợp máy tính của mình bị lỗi Win vừa thay ổ cứng vừa nâng cấp ổ cứng chẳng hạn đó thì uh, các bạn đều có thể cài được win trong mọi tình huống nha và cách mình hướng dẫn các bạn vào bước menu ở đây đó là các bạn có thể thực hiện được trên cả máy bàn và laptop nha các bạn đầu tiên các bạn hãy gắn hãy cắm usb cài windows vào máy tính nha và sau khi cắm usb vào máy tính thì các bạn hãy bấm mở máy tính lên các bạn bấm nút nguồn mở máy tính lên và sau khi máy tính vừa khởi động lên thì các bạn hãy bấm nhanh Bấm liên tục các phím chức năng trên bàn phím Và uh, Các phím chức năng Để vào bút menu trên một số dòng máy tính Để bàn Và laptop thông dụng Mình có để hướng dẫn ở ngay Trên màn hình này các bạn thấy ha Đó Và ở đây Máy tính của mình Là hiệu Gigabyte Cho nên mình sẽ bấm nhanh bấm liên tục phím F12 ngay khi máy tính của mình vừa khởi động lên và mình vào được ngay lập tức màn hình bút menu thế này đó các bạn thấy trên màn hình nha thì đầu tiên các bạn thấy ở đây nó để là UFI Kingdom Data Traveler 3.0 sinh số 1 nó để là Kingdom Data Traveler 3.0 đó các bạn thì cái sự lựa chọn UFI Kingdom Data Traveler 3.0 này nó chính là cái USB cài Win mà mình đã tạo và mình đã gắn vào máy tính trước khi mình mở máy tính đó các bạn ha. Và à, khi mà các bạn muốn cài win thì các bạn chỉ việc bấm chuột vào sự lựa chọn USB này là mình sẽ vào cài được Windows 10 hoặc Windows 11 ngay. Còn bên dưới các bạn thấy sự lựa chọn đây là Windows 4 Manager. Thì à, cái sự lựa chọn Windows bốn Manager này đó à, là à, khi mình bấm vào đó thì mình sẽ vào à, Windows đang có trong máy nha bạn lưu ý nha còn muốn cài Windows bằng USB thì mình phải bấm vào sự lựa chọn nó để là USB kinh data trailer 3.0 này ha tùy theo USB của bạn hiệu gì thì nó sẽ hiện lên hiệu tương ứng ở đây nha rồi tiếp theo thì mình sẽ bấm vào cái USB cài Win này để các bạn thấy bước tiếp theo là gì nha đây các bạn thấy nè máy tính của mình nó bắt đầu khởi động vào USB cài Win đó đó các bạn thấy ha đó vì đây là cái USB mình đã tạo để cài được cả hai Windows 10 vào Windows 11, ha? Mình tạo một cái USB thôi, nhưng mà ở đây mình cài được cái hai Windows vừa Windows 10 và vừa Windows 11, cho nên là rất là tiện lợi cho mình trong quá trình mình cài Win. Và nếu các bạn nào mà chưa biết cách tạo USB cài Windows như các bạn thấy trong màn hình này đó, thì các bạn hãy xem kỹ video hướng dẫn mình có để đường link ở ngay bên dưới phần mô tả của video này mình xin nhắc lại nha là nếu các bạn nào mà chưa biết cách tạo USB cài Windows và ở đây đó là mình tạo một cái USB vừa cài được Windows 10 vừa cài được Windows 11 như thế này đó thì các bạn hãy xem thật kỹ đường link và video hướng dẫn mình có để ở ngay bên dưới phần mô tả của video này nha các bạn các bạn chú ý giúp mình nha đó và bây giờ uh, chỉ cần mình bấm mình chọn vào phiên bản Windows mình muốn cài là mình sẽ cài được ngay. Ví dụ như đây bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cài Windows 11 đi. Đây mình mình uh, sẽ cho mũi tên uh, mình bấm mũi tên đi lên đi xuống trên bàn phím để mình lựa chọn phiên bản Windows mình muốn cài ha. Và mình bấm mũi tên đi xuống và mình chọn Windows 11 nè, Windows 11 setup nè, vào giờ mình bấm Enter. Tiếp theo mình bấm phím Enter trên bàn phím thì mình sẽ vào được giao diện cài đặt của Windows 11 phiên bản mới nhất ở thời điểm hiện tại mình làm video này là Windows 11.24.2 các bạn đây các bạn xem nè trước khi kết thúc video này ha thì mình sẽ cho các bạn xem là mình út vào uh, sự lựa chọn Windows 11 thì nó sẽ ra giao diện cài Windows 11 cho các bạn thấy nè và đây là phiên bản là Windows 11 mới nhất nha các bạn Windows 11.24.2 ở thời điểm hiện tại mình làm video này ha đó là Windows 11 mới nhất Windows 11.24.2 đó và ở đây thì mình À, đang thiết lập cho nó là cài tự động luôn các bạn cho nên là nó sẽ vào thẳng ngay đến cái bước là chỗ đĩa để cài đó rồi mình xin giới thiệu cho các bạn uh, cách để vào hình bút menu cũng như là mình giới thiệu cho các bạn cách để mình uh, khởi động vào màn hình cài đặt Windows 1 như thế nào nha mình hy vọng là video này sẽ giúp được cho các bạn nha các bạn nào uh, quan tâm về cách vào bút menu của máy tính cũng như là các bạn quan tâm về uh, cách để mà mình cài máy tính bằng USB như thế nào đó Thì các bạn hãy xem kỹ video này và các bạn hãy kết hợp với Việc xem kỹ đường link video hướng dẫn mình có để ở ngay phía dưới phần mô tả video này nha các bạn Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video này Mình rất mong uh, Nhận được sự ủng hộ của các bạn uh, Bằng cách là các bạn hãy bấm like cho video này Và các bạn nhớ bấm nút đăng ký subscribe kênh youtube vc Để các bạn xem được những video mới nhất của mình nha các bạn Mình sẽ Thường xuyên cập nhật video mới Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.